Ngày nỗ lực hồi phục thứ bảy của VN-Index và dưới áp lực biến động lớn của thị trường tài chính toàn cầu xoay quanh câu chuyện lạm phát cao nhất 41 năm của Mỹ, thì thị trường hôm nay vẫn chưa đạt về sự kỳ vọng của cá nhân em và những anh chị mình ở trong những video của tuần vừa qua về một phiên xuất hiện yếu tố bùng nổ heo ra. Thì với những vận động như thế này ở tuần sau, kịch bản của thị trường sẽ như thế nào? Thì đó là điều mà em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách trong buổi video ngày hôm nay. Thì xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VXY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ sáu, một ngày 15 tháng 7. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn đem cùng đồng hành và chia sẻ với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào. Thì anh chị mình đang cầm những lượng tiền, những lượng sức mua hay là mình cầm những lượng cổ phiếu, thì từ đó mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Thì đôi khi anh chị mình xem video ngày hôm nay mình sẽ bỡ ngỡ một chút tại sao em lại làm video vào hôm thứ sáu, tại vì những ngày thứ sáu và những ngày thứ bảy ấy, là những ngày mà em thường là mình sẽ có những ngày nghỉ ngơi sau một cái chuỗi ngày vận động của thị trường chứng khoán. Nhưng mà tại vì cuối tuần này em bận một số lý do cá nhân cho nên mình sẽ dành một cái khoảng thời gian hạn hẹp ở những ngày cuối tuần. Như ngày hôm nay mình cũng tranh thủ mình lên mình làm một bộ video để cùng đồng hành và chia sẻ với những chị nhà đầu tư mình. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên, trước khi phân tích vào những cái biến động của thị trường và những kịch bản của tuần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì nếu như mà anh chị mình nhìn thấy một bức tranh của tuần đi, thì thị trường vẫn là một cái tuần mà đóng cửa xanh điểm. Tô tô lại trong tuần này, điểm số chung của thị trường tăng đâu đấy gần khoảng 8 điểm ấy chị. Đấy, thì vẫn cho những yếu tố một cái phiên tương đối tích cực của thị trường chung ở trong tuần hiện tại. Đấy, và bản chất tâm điểm của vận động của thị trường ở trong tuần này là đến từ yếu tố nhà tạo lập. Họ đánh xoay vòng các dòng cổ phiếu bùng nổ từ nền tích lũy kỳ cung xuất hiện với những điểm test cung đấy. Cho nên anh chị mình thấy hôm thì dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng nó kéo những cổ phiếu SHB là gì, những cổ phiếu hay Liên Việt hay đâu đó một số cổ phiếu STB, hôm là dòng ngân hàng, hôm thì dòng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, một số cổ phiếu như DIG nè tạo những điểm cổ phiếu bùng nổ gì ở những phiên bùng nổ. Một số cổ phiếu như là gì chị, như Đắk Xanh hoặc là HDC với cổ phiếu dòng khu công nghiệp thì anh chị thấy có KDC, có IDC, có SJC đấy. Thì đó là cái yếu tố mà xoay vòng liên tục giữa các dòng các ngành. Hôm ngày hôm qua thì anh chị mình thấy với dòng cổ phiếu dùng chứng khoán, một số cổ phiếu HCM tạo được điểm bùng nổ tăng trần này, một số cổ phiếu VND, SSI, VCI, SHS. Còn bản chất riêng biệt trong phiên vận động ngày hôm nay là ngày 26 thì anh chị mình thấy đến lượt dòng cổ phiếu dòng thép như là Hòa Phát cái gì nó cũng tạo những điểm bùng nổ sau cái vùng biên độ xiết nền test cung, hoặc là một số cổ phiếu Nam Kim nó cũng có những phiên đẩy nền trở lại, hay là với một số cổ phiếu như là Hoa Sen nó cũng có những yếu tố mà tăng khá tốt trong xuyên suốt phiên giao dịch ngày hôm nay đấy. Thì đó là những cái vận động mà cá nhân em mình đánh giá trong khoảng một tuần vừa qua, thị trường vừa dễ mà lại vừa khó. Dễ với ai? Dễ với những anh chị nhà đầu tư nào mình bắt được cái nhịp cổ phiếu nền tích lũy, mình tham gia tại những điểm test cung, mình săn những chiến lược gì gì những cái điểm bùng nổ với một số cổ phiếu KBC, thì cá nhân em mình hướng dẫn cho anh chị mình những điểm mua tại vùng nền giá tích lũy để mình săn những điểm bùng nổ target trong ngắn hạn có thể là 70% thì nó tương đối đạt để anh chị mình phải là chủ động cho việc mình chốt lại hoặc là mình cầm nắm, nó tùy khẩu vị của chị mình. Nhưng quan trọng nhất mình phải chọn đúng cái chiến lược mua là mình săn tại những nền giá với những điểm kỳ cung đấy. Rất nhiều những cổ phiếu trong tuần vừa rồi nó tạo lần lượt những điểm bùng nổ trở lại, và khi anh chị mình phải đưa ra cho mình một chiến lược nó chuẩn xác, một chiến lược nó phù hợp với biến động của thị trường lúc này thì em nghĩ những cái yếu tố mà anh chị mình đầu tư nó sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng ngược lại với những anh chị nhà đầu tư nào mình đầu tư theo cảm xúc, mình đầu tư theo quán tính, mình đầu tư theo cái hiệu ứng xanh xanh đỏ đỏ của thị trường, mình thấy thị trường những cổ phiếu nó tăng xanh điểm, nó tăng giá trần thì mình lao vào mình tham gia, thì đôi khi anh chị mình mua ngay những phiên bùng nổ vùng giá cao chị. Ví dụ bản chất anh chị mua những phiên bùng nổ của KBC đi, em ví dụ anh chị mình mua điểm bùng nổ KBC đi, mình mua vùng giá trần thì hàng T cộng 3 hôm nay của chị mình về mình vẫn quanh cái vùng giá gì, quanh vùng giá vốn chứ mình không có lãi được. Hoặc trong một số trường hợp
cổ phiếu chỉ mình tới ba mà mua phiên bùng nổ giá cao về mình còn gặp yếu tố hố lỗ đấy. Đó là với những trạng thái anh chị nhà đầu tư mình đã chưa có cho mình được sự chuẩn bị trong quá trình mình đầu tư, hoặc là mình chưa có cho mình rõ ràng một cái chiến lược để mình đầu tư. Tại vì khi mình đã tham gia trên thị trường chứng khoán này á thì mình phải có cho mình chiến lược đầu tư anh chị, không phải mình thấy xanh là mình mua, đỏ là mình bán, mọi người lưu ý ha. Đấy, hoặc là ngược lại thì em cũng đánh giá với chị một số cổ phiếu mà nó tạo được điểm bùng nổ trở lại, ví dụ HCM đi, ví dụ mình thấy một số cổ phiếu HCM nó cũng tạo điểm bùng nổ như ngày hôm qua. Đấy, và đôi khi anh chị mình không có những sự chuẩn bị và sau phiên bùng nổ bản chất không phải là điểm mua, mà sáng nay những tín hiệu sau phiên bùng nổ mà tín hiệu gặp úp mà nó gặp ngay những vùng kháng cự khi yếu tố mà nó hạ nhiệt nó gặp áp lực bán trở lại là việc hết sức bình thường, mọi người lưu ý. Đấy, cho nên lúc nào cũng thế, đoạn này là giai đoạn tương đối khó với những chị mình không hiểu được bản chất tại cái nền giá tích lũy và những phiên tết cung đấy, thì mình sẽ rất khó để mình tham gia mình đầu tư. Còn với bản chất thị trường chung thì đến những ngày hôm nay vẫn là cái ngày hồi phục phiên thứ bảy và thị trường vẫn chưa xuất hiện yếu tố về phiên bùng nổ theo đà để xác nhận một con sóng tăng 2 đến 3 tháng ở trong một thời gian tới, mà cá nhân em mình vẫn luôn luôn rất kỳ vọng đấy, thì có thể tiếp tục cái sự kỳ vọng của mình sẽ diễn biến ở trong tuần sau. Tại vì hôm nay chỉ là ngày thứ bảy thôi, thị trường còn ngày thứ 8, ngày thứ 9 và ngày thứ 10, mọi người lưu ý đôi khi nó sẽ tiếp diễn ngày thứ 11 là ngày cuối cùng đó. Thì đó là những gì mà em chia sẻ với anh chị mình về những bức tranh tổng thể của thị trường ở trong một tuần vừa qua. Thì không biết anh chị mình đầu tư trong tuần vừa qua mình đã có những khoản lãi hay không, hay là mình đã có những một số cổ phiếu nào mình chưa có phù hợp trong danh mục của mình, hoặc là những cổ phiếu nào mà anh chị mình quan tâm á, thì mình có thể để lại trong phần bình luận, trong phần mô tả bên dưới video, em sẽ cùng hỗ trợ với anh chị mình trong buổi video sau. Đấy, còn với một số cổ phiếu nào anh chị mình để lại trong video ngày hôm qua ấy, thì em cũng sẽ cùng anh chị mình ngồi lại bàn bạc phân tích với những cổ phiếu mà anh chị mình cần quan tâm ở cuối video này. Đấy, tiếp theo mình sẽ quay trở lại với biến động của thị trường chung. Thì anh chị mình thấy hôm nay VN-Index đóng cửa rồi giảm khoảng gần 3 điểm đúng không? Đấy, thì yếu tố thị trường giảm 3 điểm ngày hôm nay thì bản chất cũng sẽ nói lên là gì anh chị? Hôm nay không phải là một cái phiên mà nó đạt về sự kỳ vọng của cá nhân em. Tại vì em kỳ vọng đây là phiên bùng nổ, tại vì hôm qua nó tạo cái tiền đề khá tốt. Nhưng mà bản chất hôm nay nó giảm 3 điểm thì cũng không phải là một cái phiên mà mình ngồi ở đây mình nói thị trường nó quá xấu, nó quá tiêu cực, nó quá rủi ro, thì cũng không phải anh chị. Mọi người lưu ý á, mà thường cái 3 điểm này á, con số thị trường chung á, ở thời điểm này sẽ chưa phù hợp để chúng ta ngồi chúng ta bàn luận quá nhiều bởi cái sự điều tiết từ những dòng cổ phiếu trụ. Hôm nay thị trường giảm 3 điểm, anh chị mình nhìn qua một số cổ phiếu trụ mà mình cũng thấy được, ví dụ những cổ phiếu như là gì anh chị, như là VGC đấy, nó mang yếu tố sự điều tiết là khá lớn nè. Một số cổ phiếu như Masan nè, MWG nè, thì nhìn chung như đặc biệt là cổ phiếu MWG ấy, thì nó khá là xấu khi trong một cái tuần vừa qua nó xuất hiện một số thông tin bắt đầu phải thu hẹp về cái quy mô đầu tư của cái chuỗi kinh doanh của Bách Hóa Xanh. Mọi người lưu ý ha, thì Bách Hóa Xanh là con gà đẻ trứng vàng, mà bây giờ đang thu hẹp là cái quy mô, thì có khả năng là trong quá trình kinh doanh hiện tại nó đang gặp một số cái vấn đề về cái yếu tố gì, về cái biên độ lợi nhuận gặp, hoặc là cần phải chuyển đổi cái mô hình kinh doanh thu hẹp lại, đồng lưu ý ha. Đấy, thì đâu đó nó sẽ phản ánh trong quá trình những phiên như thế này thì nó cũng tạo hiệu ứng tương đối tiêu cực lên vận động tổng thể của điểm số về dùng chung. Đấy, và bản chất ngày hôm nay đâu đó là mình thấy sự le lói, khi mình nhìn một yếu tố về chuyển động ngành á thì mình thấy sự le lói nó đến từ dòng cổ phiếu của dòng khác anh chị, mà tâm điểm là cổ phiếu như Hòa Bình, xin lỗi, cổ phiếu như là Hòa Phát anh chị. Đấy, nhưng mà bản chất với sự bùng nổ đến từ dòng cổ phiếu dòng thép á, như là một số cổ phiếu như Hòa Phát, anh chị thấy những điểm test cung nè, tại nền giá nè, hiện nay điểm bùng nổ trở lại nè. Đấy, thì đó đâu đó vẫn được cái biên độ khoảng 4 đến 5% với phiên bùng nổ gần 50 triệu cổ phiếu anh chị, là tương đối lớn ấy. Đấy, thì với những cổ phiếu như Hòa Phát như thế này á, đôi khi cái sự đồng thuận của dòng thép á nó không cao, và nó bản chất nó vẫn chưa có sự đồng thuận bùng nổ từ các dòng cổ phiếu, phải có sự bùng nổ thêm từ dòng ngân hàng đi, ví dụ mình kỳ vọng dòng ngân hàng cũng bùng nổ trở lại nè, nhưng mà hôm nay nó lại không có yếu tố bùng nổ. Đấy, một số cổ phiếu như CTG cũng tương tự, nó cũng chưa đạt được cái điểm bùng nổ, hoặc là một số cổ phiếu HCM hôm qua tạo điểm break khá là tốt nhưng mà nó không duy trì cái những yếu tố dòng tiền như thế này, hoặc là một số cổ phiếu DIG, thì bản chất rất nhiều những cổ phiếu và các dòng cổ phiếu nó không có sự đồng thuận trong phiên vận động ngày hôm nay, cho nên vô hình chung nó chưa tạo được một cái phiên bùng nổ theo đà. Đấy, và bản chất tràn về cuối phiên thì bắt đầu gặp lại những áp lực chốt lại ngắn hạn của những anh chị nhà đầu tư nào mình đã tham gia tại nền giá gì, thì cái việc mà mình có lãi mình chốt lại là việc hết sức bình thường. Tại vì em đánh giá đa phần hiện tại với những chiến lược của nhà đầu tư mình á, mình cũng chỉ đánh tới cộng thôi, mình đánh tới cộng là nhiều anh chị nha, mình vào nhanh và mình ra nhanh. Đấy, cho nên thường mà mình cầm cổ phiếu mình cũng sẽ hạn chế cầm qua những ngày cuối tuần, đặc biệt là 2 ngày cuối tuần khi một số yếu tố thông tin nó tương đối nhạy cảm của thị trường tài chính toàn cầu lúc này, thì lúc này đâu do vẫn xanh thì mình vẫn happy, giá dầu thế giới vẫn xanh thì nó vẫn tương đối ổn chị. Đấy, nhưng đâu đó mình sẽ chờ đợi thêm với những cái biến động của thị trường tài chính toàn cầu ở 2 ngày cuối tuần. Đấy, và đặc biệt trong tuần sau là cái tuần mà đáo hạn phái sinh đó chị nha, ngày đáo hạn phái sinh là ngày 21 tháng 7 nè, thì vào thứ năm tuần sau á thì đâu đó cái yếu tố về cái sự vận động khó lường nó cũng sẽ diễn biến khá là cao, nên đó là những sự lo ngại của những chị mình đánh tê cộng đánh ngắn hạn. Mọi người lưu ý nên đâu vô hình chung về cuối phiên thì nó gặp áp lực nó cũng bị bán ngược lại là việc hết sức bình thường chị. Đấy, một số cổ phiếu mà anh chị mình tham gia mình có lãi đủ mình cũng chốt á đó. Trên với những cái chiến lược như thế này mình cũng đánh giá với chị nhà đầu tư mình á, phiên ngày hôm qua
là một cái phiên mà thị trường nó đã tạo được một cái điều kiện khá tốt để bứt phá, nhưng mình vẫn chưa đạt về những kịch bản này á, thì mình sẽ tiếp tục mình chờ đợi vận động của tuần sau. Mà thường ở trong tuần sau á, kết hợp thêm cái sự khó lường của yếu tố về vận động phái sinh đến gì, thì đôi khi với những cái phiên mà bị áp lực bán ngược trở lại về cuối phiên như ngày hôm nay á, hay áp lực chốt lại á, thì mình sẽ thường thấy gì, những yếu tố mà sẽ rung lắc trong những cái phiên vận động của đầu tuần sau. Mọi người lưu ý ha, thì với những phiên rung lắc này đôi khi nó cũng sẽ không phải quá lớn đâu, nó sẽ test về lại đâu đấy quanh những cái vùng 1160, 1170 đó chị, đó là cùng anh chị nha. Đấy, thì với những phiên rung lắc như thế này á, thì để kiểm tra là những lượng cung cầu. Đấy, và chị mình lưu ý thì những phiên nó cũng vô hình chung nó cũng sẽ tạo tín hiệu hạ nhiệt cho thị trường chung trong xu hướng về ngắn hạn. Tại vì bản chất em cũng đánh giá với anh chị mình á, về góc độ nhìn nhận của thị trường á, thì đã có hai quá trình gì, hai đáy gì, đáy thứ nhất nè, đáy số 2 nè, nó đã test thành công rồi. Lưu ý là đây là quá trình test thành công rồi, và nó chỉ thiếu đi gì, thiếu đi phiên xác nhận vùng đáy. Tại mọi người lấy là phiên bùng nổ hao đà ấy, thì trong những quá trình lần sau cái việc mà trường rung lắc thì đó cũng là bình thường, anh chị mình không cần phải quá lo lắng. Tại những phiên rung lắc này đối với em thì đó không phải là rủi ro đó gì, mà ngược lại đó mới chính là cơ hội. Cơ hội là gì? Cơ hội là với những phiên mà thị trường rung lắc thì nó mới kiểm tra được cái sức khỏe của những mã cổ phiếu. Khi thị trường chung giảm, thị trường chung biến động, thị trường chung rung lắc, những cổ phiếu nào mà nó không giảm thì đó mới là những cổ phiếu mạnh. Ví dụ đơn cử trong cái tuần rồi đi, thì em cũng đánh giá với anh chị mình nè về những cái bức tranh vận động của những cổ phiếu như KBC. Vì sao mình lại chọn lọc KBC để cho anh chị mình đánh tới cầu? Đấy, thì nó cũng đã có những biên độ lợi nhuận khoảng 10%. Thì hôm nay cũng là ngày mà em cũng chốt lại, thì nó đạt về target của em. Đấy, cũng như mình cũng tránh cầm cổ phiếu qua 2 ngày cuối tuần á. Khi mình đạt target thì mình chốt lại. Thì mình lưu ý một số cổ phiếu ví dụ KBC đi. À, để em làm cái bài toán so sánh anh chị nha. Đấy, vào liên thế nè. Thì đầu tiên anh chị mình thấy với những cổ phiếu như KBC, mình đánh giá trong một cái phiên mà dòng thị trường nó điều chỉnh nè, điều chỉnh nó đậm hơn một tí cho anh chị mình dễ thấy. Đấy, ví dụ đây là cái phiên mà dường chung điều chỉnh nè, nhưng mà anh chị mình nhìn lên KBC á, thì nó lại ngược lại, nó cái yếu tố đợi giá tốt. Thì bản chất nhóm này là điều kiện tham gia trên lúc thị trường chung biến động, thị trường chung chỉnh mới là cơ hội để cho anh chị mình quan sát trên trong một số cái yếu tố vận động của tuần sau á, khi mà thị trường nó biến động nó rung lắc á, thì đó là cơ hội để cho em lên những cái chiến lược để em chọn lọc những cái danh mục cho anh chị mình đánh săn điểm nổ cho một cái tuần tiếp theo. Mọi người lưu ý chứ đâu phải là rủi ro để chị mình ngồi đây mình quá lo sợ đâu, tại vì thị trường đã test hai đá thành công rồi, thì xác suất trong ngắn hạn mà để đục khủng đi vùng giá này nó là cực kỳ hấp anh chị, đi đục khủng vùng giá này là cực kỳ hấp, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên quanh cái vùng hỗ trợ thị trường đã có những yếu tố mà nó tạo hai đáy á, thì mình sẽ an toàn hơn trong những quá trình mà mình chọn lọc với những cơ hội đầu tư. Thì trường khi trường nó sẽ quay quanh vùng này cũng là tương đối bình thường anh chị, để chờ đợi thêm với những phiên bùng nổ heo đà ở trong những phiên tới. Tại vì hôm nay cũng chỉ là phiên số 7 thôi. Đấy, thì mình sẽ tiếp tục mình quan sát thị trường ở trong tuần sau. Đấy, thì với những cái biến động vì sao mà em đề cập thị trường tuần sau nó sẽ rất dễ gặp những yếu tố hạ nhiệt. Tại vì anh chị mình lưu ý trong tuần này anh chị thấy một số cổ phiếu của dòng bất động sản nè. Đấy, một số mà cổ phiếu dòng bất động sản như DG nè, những cổ phiếu như CEO, hoặc là những cổ phiếu dòng xây dựng như CTD, hoặc là những cổ phiếu như Hòa Bình, hoặc là dòng cổ phiếu bất động sản như HDC nè. Đấy, thì bắt đầu khi nó càng hồi phục lên lại vùng giá trên cao á, nó sẽ càng gặp lại những vùng áp lực bán của nhà đầu tư. Em ví dụ anh chị một số cổ phiếu như DG đi, một số cổ phiếu như DG đi anh chị, thì bản chất khi mà nó càng hồi phục về lại những vùng giá trên cao á, thì nó sẽ càng gặp lại những áp lực bán của nhà đầu tư, mình còn kẹp hàng ở dạng phía trước. Thì trong quá trình từ kênh dưới đi lên, cổ phiếu tăng chỉnh là việc liên tục anh chị, thì với những phiên điều chỉnh hạ nhiệt rũ bỏ những chị mảnh tới cộng á, thì vô hình chung nó cũng sẽ tạo cái hiệu ứng rung lắc cho cái sự biến động của thị trường. Hay là mình thấy với tâm điểm một số cổ phiếu của dòng chứng khoán đấy, cũng là một cái dòng mà trong một cái tuần vừa rồi đâu đó nó vẫn có những sự tăng điểm là khá tốt đúng không, chị thấy một số cổ phiếu như là gì như HCM đấy, thì bản chất cái vùng nền này á, là một cái vùng nền mà nó cũng đã có cái yếu tố nó cũng cân bằng, nhưng mà volume ở đây còn lớn quá, mà hôm qua nó tạo điểm nổ, thì bản chất em cũng chia sẻ với chị mình rất rõ ấy, là thường ví dụ anh chị là có hàng mình có thể mình cầm nắm mình chờ mình bán ra thôi, mình chứ cá nhân em mình không có hướng dẫn chị mình mua được những điểm này, tại vì nó không đạt vào cái điều kiện để em mua lắm. Đấy, cho mình lưu ý cái gì, những cổ phiếu này bao khi quá trình nó tăng chỉnh liên tục á, thì nó rất dễ nó quay về nó test lại những vùng giá. Đấy, thì với những phiên áp lực ngày hôm nay thì trường hợp trong tuần sau nó test lại quanh cái vùng nền 23 là việc bình thường anh chị nha. Thì khi mà nó test lại như thế này á, nó mới tích cực anh chị, khi mà nó test lại nó mới rủ được cái sự đu bám của nhà đầu tư. Những anh chị nào mình còn kẹp hàng vào giá phía trước nè, thì đó khi quá trình thị trường rung lắc anh chị mình lo sợ thì mới giải mình đi mình bán cổ phiếu, hoặc những anh chị mình tham gia mình đánh tay cộng vùng phía dưới đi lên á, hoặc là anh chị mình tham gia tại những vùng nền nè. Đấy, thì trường hợp mà nó bùng nổ và nó test lại á, thì anh chị mình lo sợ bình thường mình dễ mình bán hòa vốn. Cho nên với những cổ phiếu như dòng chứng khoán tuần sau á, thì đánh giá cái tốc độ mà nó sẽ rung lắc, nó sẽ điều chỉnh hạ nhiệt trong ngắn hạn là tương đối cao, nên anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thì khi mà nó điều chỉnh trở lại nó tạo cái biên độ cân bằng tiếp theo ở vùng phía sau á, nó kịp cung đi á, thì đó là những cơ hội cho anh chị mình chú ý tiếp với những cổ phiếu của dòng chứng khoán. Thì mình cũng sẽ cùng nhau xem và mình chờ đợi như thế nào với dòng chứng khoán này. Một số cổ phiếu yếu hơn thì mình lấy con VND nè, thấy nó sẽ hơi hơi yếu, cho nên thường mình không chọn lọc những con này. Ví dụ trong đoạn sau mình chú ý quá trình nó cân bằng như thế nào thì mình sẽ đánh giá lại với anh chị mình về dòng chứng khoán. Đấy, một số cổ phiếu như VCI em qua cũng tạo cái điểm trần khá là tốt, nhưng mà tại vì sao anh chị thấy hôm nay nó hạ nhiệt anh chị, tại vì bản chất anh chị mình lưu ý nè,
với những cổ phiếu mà từ trên dưới đi lên thì chị thấy đây là một cái nhịp tăng nè, chỉnh nè, và lại tiếp tục tăng nè, và lại chỉnh anh chị, rồi lại mới lên diện gì, rồi là tiếp tục tăng nè đó. Cho nên quá trình mà từ kênh dưới đi lên á, cổ phiếu tăng chỉnh tăng chỉnh tăng chỉnh là liên tục để rũ bỏ sự đu bám, sự tham gia của nhà đầu tư. Tại vì từ kênh dưới đi lên thì khi nó tăng lên nó sẽ liên tục gặp những áp lực bán của nhà đầu tư, mình còn kẹp hàng vùng giá trên cao anh chị, nó vô vàng những cái vùng kháng cự để cổ phiếu nó rung lắc nó điều chỉnh. Cho nên ngày hôm nay thường nó mở tín hiệu gap ra mà nó gặp được cái vùng kháng cự phía trên á thì quá trình nó điều chỉnh lại là bình thường anh chị nha. Cho những con này trong tuần sau mà điều chỉnh lại á thì đó mới là thời điểm mà chị quan sát, ví dụ trong quá trình nó điều chỉnh lại nè, nó hạ nhiệt nhẹ nhàng nè, nó không gặp áp lực bán lớn nè, vốn thấp nè, thì đó là cơ hội cho chị mình tập trung mình chú ý trong những chiến lược tới. Đấy, trên thường những cổ phiếu trong tuần này, những mã nào, những dòng cổ phiếu nào mà nó đã tạo được những cái điểm gọi là em gọi là điểm nổ chị, những điểm nổ mà vượt được cái vùng nền á, thì trong tuần sau thường nó rất dễ nó điều chỉnh hạ nhiệt trong ngắn hạn trở lại. Mọi người lưu ý rất dễ tạo một cái điểm gì, điểm rũ bỏ, mọi người lưu ý. Đấy, cho một số cổ phiếu tiếp theo mình cũng đánh giá với anh chị mình về một số mã cổ phiếu của dòng đầu tư công đi, hay một số cổ phiếu vừa thấy như CTD hoặc là Hòa Bình đi chị, thì nó vẫn trong cái vùng biên nền. Thì những con này trong cái vùng biên nền này đôi khi nó cũng sẽ có những yếu tố nó sẽ rung lắc, cho nên chị mình chờ đợi thêm với những cái quá trình vận động của những cổ phiếu như là Hòa Bình. Đấy, trong trường hợp nó vẫn giữ được trong cái biên độ nền từ sau thị trường rung lắc mà nó vẫn giữ giá mà tạo điểm tích cung á, thì đó là chiến lược anh chị mình phải vào tham gia với một cái điểm mà mình đánh sang điểm nổ. Đấy, còn tạm thời mình vẫn chờ thêm, hôm nay áp lực bán nhìn chung nó cũng chưa kịp cung nè. Đấy, khối lượng còn lớn á thì khả năng nó sẽ mất thời gian hơn. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu như là CG đi chị ha, khi mà nó càng lên cao nó sẽ áp lực bán. Thường những con này á anh chị mình lưu ý, đây là quá trình đáy thứ nhất nè, đáy số 2, đáy số 3 nè, và nó đã có những yếu tố nó cũng đã vượt được cái vùng xác nhận, vượt cái vùng xác nhận thì thường nó đôi khi nó phải test lại. Đấy, quá trình nó test lại như thế nào mình sẽ chú ý sau, mọi người lưu ý ha. Cho nên thường lúc này mình không có tham gia được trong cái vùng cổ phiếu mà từ vùng đấy đi lên á, đây điểm hướng lên nè của cổ phiếu nè, thì mình hạn chế mình mua những vùng giá trên cao, thường rất dễ điều chỉnh trở lại. Em cũng lấy cho anh chị một số cái ví dụ trong quá khứ đi, một số cổ phiếu như CTG nè anh chị, bản chất anh chị thấy á, một số cổ phiếu này nó sẽ từ kênh dưới đi lên đúng không, bản chất từ kênh dưới đi lên nè, khi nó bứt được cái vùng trên giảm á mình thấy cái gì tạo điểm bùng nổ nè, sau đó test lại nè, cho tạo điểm bùng nổ nè, thì nó bò lên nó cũng phải test lại nè, chị lưu ý á. Hãy dành thường những cổ phiếu này khi mà càng lên cao nó càng gặp lại vùng kháng cự á thì nó sẽ liên tục nó tạo những áp lực gì chị, áp lực điều chỉnh cổ phiếu để rũ bỏ sự đu bám của nhà đầu tư, đặc biệt là với những chị nào còn kẹp hàng trước đó và những chị nào đang đánh tới cộng á. Cho nên thường mình chị thấy nè, rũ cân bằng xong á thấy là tiếp tục có tạo điểm nổ, nổ xong lại tiếp tục có điều chỉnh, cho nên sẽ đánh rất nhọc nhằn. Đấy, trên đoạn này anh chị nào đánh tới cộng á thì mình đừng có kỳ vọng nó quá xa, mình đừng có kỳ vọng nó quá nhiều. Đôi khi với cá nhân em thì ví dụ KBC mà hôm trước á, tại trong mấy hàng bên em mà mình có tham gia anh chị, thì mình cũng chia sẻ với chị mình là mình kỳ vọng vùng giá bao nhiêu anh chị, vùng giá tầm khoảng 35 đó. Hay ví dụ hôm thứ hai tuần trước nè, mình cũng kỳ vọng anh chị mình tạo những điểm nổ KBC target là vùng 35 thôi, chứ mình không kỳ vọng quá xa, tầm khoảng 7-10% thì nó là cùng anh chị nha. Đấy, trên một số cổ phiếu như KBC trong tuần sau thì mình thấy xem có quá trình nó rung lắc, nó hạ nhiệt như thế nào. Thường những cái này nó khi nó rất dễ test lại vùng 34 anh chị nha. Đấy, nó phải test lại để nó rũ bỏ sự đu bám của nhà đầu tư ra thì nó phải tiếp tục nó tạo một cái xung lực tăng giá trong tiếp theo. Đó là với bản chất những cổ phiếu từ kinh dưới đi lên. Anh chị thấy đoạn trước cũng vậy. Dù thấy đoạn trước cũng thế anh chị, với một số cổ phiếu như KBC á, bản chất khi mà nó từ kênh dưới đi lên nè, bản chất đây từ kênh dưới đi lên nha, anh chị thấy gì, quá trình nó tăng nè, tạo là điểm rũ bỏ nè, tăng nè, rũ bỏ liên tục, hoặc là đây cũng là quá trình mà nó từ kênh dưới đi lên lại anh chị, nhìn thấy liên tục, ví dụ những điểm bùng nổ cổ phiếu nè, xiết biên tạo nền nè, đây là cái nền cân bằng cổ phiếu nè, sau đó tạo được cái điểm bùng nổ, sau tiếp theo là sao tạo điểm rũ, sau đó tạo điểm bùng nổ, vẫn là rũ. Đấy, cho nên quá trình từ kênh dưới đi lên sẽ rất nhọc nhằn. Đấy, cho nên chị mình phải tiếp tục mình chờ đợi. Khi cổ phiếu nó đạt về cái điều kiện về tại cái nền giá ấy, thì mình sẽ chờ những quá trình mà mình săn điểm nổ. Còn khi đã bùng nổ rồi thì mình hạn chế mình mua đuổi vào. Mình lưu ý đó là những cái nguyên lý mà chị phải đánh giá được và chọn cho mình được một cái chiến đầu tư cho nó phù hợp ở thời điểm hiện tại. Còn bây giờ mà anh chị mình cứ tham gia trong những cái điểm mà cổ phiếu bùng nổ vùng giá cao á thì nó sẽ chưa hiệu quả đó chị. Đấy, cho nên mình cứ chờ đợi, mình kiên nhẫn. Đấy, anh chị nào mình chờ đợi cái phiên mà xác nhận bùng nổ theo đà mình tham gia cho nó an toàn á thì mình cũng tiếp tục mình chờ đợi thêm. Từ bây giờ thị trường nó cũng chưa có đạt thì cá nhân em mình kỳ vọng thì mình vẫn là sự kỳ vọng của mình, tại vì sự kỳ vọng nó không có đánh thuế anh chị. Đấy, cho mình lưu ý ha. Tiếp theo mình sẽ quay trở lại với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng đi anh chị. Thì với một số mà cổ phiếu của dòng ngân hàng ngày hôm nay nó cũng không có tác động quá nhiều đến tổng thể điểm số chung của thị trường. Tích cực thì nó cũng không tích cực, mà tiêu cực thì nó cũng không tiêu cực, nó cũng vận động tương đối bình thường. Nhưng cá nhân em thì mình chờ đợi những điểm bùng nổ của những cổ phiếu STB á, nhưng mà nó cũng không đạt cái gì. Ví dụ một số cổ phiếu STB ngày hôm nay nó cũng không đạt lắm về cái điểm bùng nổ nè, thì bản chất nó vẫn trong một cái biên anh chị nha, vẫn trong một cái biên biên swing của nó, bên trong còn cái biên sideways nè, nó cũng chưa bứt hẳn được cái vùng này. Đấy, thì mình tiếp tục chờ đợi. Thường những phiên test cung như ngày hôm qua mà hôm nay nó không nổ được anh chị thì trong tuần sau nó phải tiếp tục gì, nó phải kiểm tra lại cung cầu. Mọi người lưu ý cho những quá trình cổ phiếu STB nó vẫn kiểm tra lại cung cầu tuần sau á, thì mình sẽ quan sát cái tốc độ mà nó
vận động như thế nào. Nếu như nó vẫn đợi giá tốt và nó vẫn có những yếu tố nó rung lắc nhưng mà kịp cung đi á, thì mình sẽ tiếp tục mình chờ đợi, mình hướng dẫn cho chị mình những điểm gì, những cái chiến lược mà săn điểm nổ mới. Mọi người lưu ý đấy, một số cổ phiếu như CTG cũng tương tự anh chị nha. Ví dụ một số cổ phiếu CTG, ví dụ hôm nay á, cá nhân em thấy em vào test cung này, mình kỳ vọng này là cái điểm gì, nó tạo cái điểm nổ của cổ phiếu CTG, cho nên mình cũng hướng dẫn anh chị trong room mình vào đấy, thì nó cũng quanh vùng giá mà quanh vùng 27.5 á, thì mình cũng chia sẻ anh chị nhà đầu tư trong room mình canh những điểm đánh bùng nổ, nhưng mà hôm nay cũng chưa đạt lắm và cuối phiên nó gặp áp lực trở lại từ hiệu ứng chung của thị trường á, thì khả năng trong tuần sau phải tiếp tục nó tạo biên độ sẽ quay kiểm tra cung cầu lại thêm anh chị nha. Đấy, thì hôm nay nó không bứt được thì khả năng nó cũng sẽ chưa bứt ngay ở trong phiên đầu tuần sau đâu, mà hầu sẽ tiếp tục tạo 2-3 phiên nó kiểm tra lại cung cầu, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì mình sẽ cùng quan sát với những cổ phiếu CTG như thế nào, mình nhìn chung với mô hình vai nè anh chị, đầu nè và vai ngược với những cổ phiếu CTG ấy, thì chỉ cần nó tạo một cái điểm gì, điểm xác nhận dòng tiền thôi, thì sẽ khá tốt cho những quá trình bứt phá thêm ở trong những đoạn tiếp theo. Hoặc là một số cổ phiếu mà anh chị mình cùng nhìn nhận lại như BID ấy. Đấy, bắt đầu BID mình thấy nó cũng có 3 phiên nó tạo sự cân bằng xác nền trở lại nè, nó cũng có yếu tố kỳ cung nè, thì mình sẽ tiếp tục quan sát thêm và chờ đợi với dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng. Nhìn chung lúc này thì dòng ngân hàng nó cũng sẽ chưa tác động nhiều đến tổng thể của thị trường chung đâu, nó vẫn trong cái biên độ sẽ quay nè. Một số cổ phiếu STB hôm nay nó cũng mấp mé nó nổi nhưng mà nó cũng chưa đẹp lắm nè. Đấy, thì khả năng trong tuần sau tiếp tục nó sẽ quay thêm. Đấy, một số cổ phiếu như CTG cũng tương tự như thế anh chị nha. À, một số cổ phiếu khác ví dụ như là BB nó đã bứt nền rồi. Trong tuần vừa rồi thì không biết có anh chị nào tham gia được không, những cổ phiếu là BB nè, nó cũng đã tạo cái điểm bứt nền rồi. Nhưng mà khi càng lên cao sẽ càng gặp lại áp lực bán, cho nên chị đánh tay cậu mình cứ chủ động cho mình một cái vùng target. Chị cảm thấy đủ thì mình có thể mình chốt lại anh chị nha. Còn điểm mua mới thì nó cũng đã qua điểm mua rồi. Đoạn này với cổ phiếu nó đã bứt qua cái vùng nền á thì anh chị mình hạn chế mua. Anh chị biết vì sao không? Tại vì nếu như thị trường chung có những sự điều chỉnh, những sự biến động, thì trong trường hợp mà anh chị mua tại nền nè, thị trường cổ phiếu nó có điều chỉnh lại á thì nó vẫn có cái nền giá anh chị để nó hỗ trợ cho cổ phiếu. Chị mình lưu ý đó là vì sao mà chiến lược mình tham gia tại nền nó an toàn là như thế. Mình vừa tấn công nhưng mình cũng phải vừa phòng thủ. Hãy chứ phòng thủ ra gì? Mình có lãi mình thông chốt nó cũng được. Nhưng mà trường hợp nó quay đầu nó giảm lại, mình vẫn có cái vùng giá vốn để mình đỡ giá. Mình lưu ý ở đây cái vùng nền hỗ trợ, nền giá trước chính là gì gì, chính là vùng hỗ trợ sau. Còn anh chị mình mua những vùng giá trên cao nó chỉnh lại là anh chị mất ngay 5-7% thì nó sẽ không phù hợp, mọi người lưu ý. Hoặc là một số cổ phiếu ví dụ anh chị thấy SHB đấy, SHB ví dụ cũng vậy anh chị, nó lên quanh những vùng 15 mà nó là tương đối đạt về những cái vùng target này, đây vùng kháng cự cổ phiếu nè, thì quá trình nó điều chỉnh lại là bình thường. Đây điều chỉnh mới là tốt cho cổ phiếu đi lên chị nha. Đấy, cho mình thấy cái gì thường mà sau điểm nổ chị mình hạn chế mình mua đuổi. Trong trường hợp tiêu cực nha, em sẽ trong trường hợp mà nó tiêu cực đi thì trường chung biến động thì có thể nó quay về nó test vùng này là bình thường, nhưng mà bắt đầu quay về đây á thì nó sẽ gặp lại gì, gặp cái nền giá thì sẽ có yếu tố hỗ trợ. Thì một số anh chị nào tham gia vào điểm test cung này á, mình vẫn hòa vốn, mình lưu ý á. Còn một số anh chị nào mua đuổi trên đây á thì mình lại bị bù lỗ đấy, mình lại có những khoản lỗ trong ngắn hạn. Trên đoạn này là cái giai đoạn mà chị mình tham gia ấy, mình chỉ săn điểm nổ tại nền thôi. Cá nhân em cũng như thế anh chị, đấy em cũng hướng dẫn với chị trong room mình tương tự từ cái giai đoạn mà chiến lược của 6 tháng của năm 2022 này là chủ yếu anh chị mình đánh ngắn đó. Tại vì đa phần 80-90% cổ phiếu từ kênh dưới đi lên, thị trường chung cũng như thế thì không thể nào nó tăng liên tục đâu anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu VB đoạn này nó yếu thì mình cũng sẽ chưa nhìn lại ngay anh chị nha. Đấy, cứ chờ thêm thôi. Mà bản chất cái cổ phiếu khác của dòng ngân hàng, ví dụ như mình thấy như hôm nay có MSB nó cũng tạo những điểm đi lên từ cái vùng nền rồi, thì anh chị mình hạn chế mua đuổi vào. Một số cổ phiếu như OCB nó vẫn đang quanh lẫn quẩn vùng nền thôi, thì chị mình quan sát thêm ở trong vận động của tuần sau. Đấy, thì nó vẫn trong cái biên độ vùng đẩy nền nè, có phiên đẩy nền nè, thì nó cân bằng là những vùng phía trên á, thì đó cũng là những tín hiệu tốt. Hoặc là một số cổ phiếu như MB Bank đi chị. Đấy, thì một số cổ phiếu như MB Bank mình thấy đây là cái vùng nó tạo nền nè, tiếp tục nó tạo cái nền phía trên nè, thì mình cùng quan sát trong cái quá trình cổ phiếu tạo nền trên như thế nào. Đoạn này trong ngân hàng nó đánh tương đối gọi là chắc cú anh chị, thì nó đi khá là chặt chẽ, nền giá nè, đẩy nền nè, tiếp tục tích lũy nền nè. Đấy, thì mình cũng kỳ vọng một số cổ phiếu như CTG đôi khi trong tuần sau nó chỉ cần quá trình gì, nó tiếp tục nó tạo 3-4 phiên nó cân bằng, nó tạo cái nền mới ấy, thì cũng sẽ khá tốt cho những cái dư địa nó bước tốt. Mọi người lưu ý hay cổ phiếu STB cũng tương tự anh chị, với những phiên test cung nó không bước được á thì trong tuần sau nó phải cần những phiên nó kiểm tra lại cung cầu. Đấy, tiếp theo là mình nhìn lại với một số mà cổ phiếu của dòng dầu khí đi. Thì đôi khi dòng dầu khí là một cái dòng mà cá nhân em mình sẽ tập trung để mình tìm những cái điểm nổ ở trong tuần sau. Tôi mình thấy một số vận động của dòng dầu khí trong tuần này á thì nó vẫn mang cái màu sắc ở vùng cân bằng đáy đó. Thấy một số cổ phiếu dù mình đánh giá với anh chị mình về cổ phiếu như là gì anh chị, như là BR đấy, thì bản chất nó vẫn trong cái vùng vận động cân bằng đáy. Đây là vùng cân bằng đáy cổ phiếu đó, và nó vẫn có yếu tố kỳ cung lên chị. Đấy, lượng cung nó hấp dần nè, thì đôi khi trong ngắn hạn rất dễ đi kèm những điểm gì, những điểm hồi phục trong ngắn hạn. Mọi người lưu ý ha, cho nên mình cũng chờ cái quá trình săn điểm nổ cũng phù hợp đấy. Một số cổ phiếu như gas thì nó vận động hơi lỏng, cho nên thường mình cũng sẽ chưa chú ý ngay, chị cứ để cho quay về lắp gáp 102 đi. Đấy, một số cổ phiếu như ôi nè, ôi vùng này biên thì cũng tương tự gì, một số cổ phiếu dầu khí vẫn trong vùng nền tích lũy nè, yếu tố vận động thiết cái nền rất là đẹp đấy. Với những cổ phiếu như ôi á thì mình kỳ vọng nó sẽ có những điểm nổ trong tuần sau. Đấy, cho nên ví dụ trong tuần sau mà chị nào muốn đánh sang điểm nổ thì mình chú ý được một số cổ phiếu như ôi là khá tốt anh chị. Đấy, mặc dù nó chưa có tăng ngay nhưng mà dư địa mà nó bùng nổ lại là cực kỳ cao. Đấy, thấy tương tự với một số cổ phiếu như Hòa Phát đi,
Nhìn thấy nó chậm 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 tạo cái nền, nhưng khi nó nổ ra được là nó rất là nhanh anh chị nha. Đấy, đó chiến lược mình mua sẵn tại vùng nền và mình chờ nó bùng nổ thì mình sẽ có những điểm mình chốt lại. Một số cổ phiếu tiếp theo thì mình đánh giá với anh chị mình là đôi khi với những cổ phiếu như bâu đấy. Đấy, một số cổ phiếu như bâu thì bắt đầu cái nền trên nè nó bị gãy xuống, nó tạo cái nền mà nó gãy xuống thì gãy xuống nó gặp ngay cái vùng hỗ trợ đấy thì lại có yếu tố tạo nền mới. Thì với những cổ phiếu như bâu đang tạo cái vùng nền mới thì mình sẽ cùng nhau quan sát trong tuần sau như thế nào. Nếu như mà nó vẫn giữ được cái vùng nền quanh vùng giá 13 thì đôi khi nó sẽ thường có những điểm gì nổ ngắn trở lại về lại quanh vùng nền giá 14, cho nên chị mình tiếp tục mình chờ đợi những cổ phiếu như bâu này. Một số cổ phiếu tiếp theo như BVT nên chị cũng tương tự, nó cũng đang trong cái vùng nó siết cái nền thôi đấy. Thì những cổ phiếu đang tạo cái nền ngắn của cổ phiếu trong ngắn hạn không, yếu tố kỳ cung là có chị ha. Những cổ phiếu như BVS thì nó tạo quá trình cân bằng vùng đáy khá là tốt trong vòng khoảng một tháng đổ lại đây đấy. Trên với một số cổ phiếu mà chị mình đánh giá lại với cổ phiếu như BVS á thì vùng này chị mình cứ chờ đợi, mình cứ chờ đợi có hàng mình cứ cầm này, phiên tại cộng 3 cổ phiếu rút chân về vùng đáy về mà cổ phiếu nó vẫn giữ giá tốt á, trên vùng giá 23 thì đó cũng là những động thái tích cực để sẵn sàng cho những điểm gì, những điểm bứt tốc hồi phục ở trong tuần sau. Với những cổ phiếu như BVS, một số cổ phiếu như BVD nhìn chung nó cũng mang tính đầu cơ nó cao, cho nên ví dụ trong trường hợp anh chị nào có hàng á thì mình cứ cầm lại, trong quá trình mà anh chị muốn mua mới á thì phải chờ nó tạo biên độ cân bằng ở đây nè, ít nhất phải 3 đến 4 phiên đi thì mình mới đánh giá lại được với tất cả anh chị nhà đầu tư mình. Đâu đó chị thấy BVS đã tạo được 3 phiên cân bằng rồi nè, tôi nói tốt anh chị. Đấy, mọi người lưu ý ha, trong tuần sau đôi khi em cá nhân em thì mình sẽ chú ý lại với dòng cổ phiếu của dòng dầu khí. Một số cổ phiếu như PVC cũng thế anh chị, nó trong vùng cân bằng đấy, nó chưa có điểm hồi phục. Đa phần bây giờ anh chị mình nhìn dòng dầu khí á, là mình bỏ chạy ngay à. Nên đó là bản chất của dòng dầu khí, nó chỉnh rất là ghê. Hồi xưa ấy, lúc mà trước khi dịp chỉnh á, em đã chia sẻ với anh chị mình rồi. Chị mình còn nhớ cái vùng giá quanh vùng 2-3-3 em chia sẻ chị mình hạn chế mình mua đuổi vào, tại vì dòng này mà khi mà nó chỉnh á nó sẽ chỉnh rất mạnh và đặc biệt nó sẽ chỉnh rất nét, nó chỉnh nó hầu như nó ép cho chị mình bán rất là nhiều. Đấy, quá trình mà dòng dầu khí nó điều chỉnh á mình cảm giác như là dòng này nó gọi là gì chị, nó bị bán tháo, mình cảm giác như là dòng này nó nhìn chị gọi là gì, nó tháo trend. Đấy, đó là nguyên chất là dòng dầu khí nó là như thế. Mọi người lưu ý ha, khi mình chọn lọc điểm mua với dòng dầu khí nó an toàn á thì phải từ vùng đáy đi lên, từ quá trình mà cân bằng đáy đi lên thì nó mới an toàn trong quá trình mà anh chị mình chọn lọc. Đấy, nên từ sau anh chị mình chú ý với dòng dầu khí, một số cổ phiếu đang tạo biên độ xích nền cân bằng giữa khá tốt. Một số cổ phiếu tiếp theo thì anh chị mình cũng sẽ cùng nhìn lại với dòng bất động sản trong tuần rồi. Một số cổ phiếu như CEO hoặc là Sellric nó cũng tạo tăng khá là khỏe anh chị nha. Ví dụ mình thấy bản chất với một số cổ phiếu như CEO hôm qua điểm tích cung nè, hôm nay đầu phiên nó cũng tạo điểm dòng tiền và khá tốt, nhưng mà nó cũng gặp lại cái biến động của thị trường, nó cũng không có yếu tố, nó cũng bùng nổ mạnh về cuối phiên. Đấy, và anh chị mình có hàng thì mình cứ cầm thôi, nhưng cổ phiếu ngày hôm nay nhìn chung giá cũng tương đối tích cực anh chị ha. Đấy, trong ngắn hạn cái trend của nó vẫn là trend tăng à, không ai nói đáy sau cao đáy trước là trend giảm cả, mà những cổ phiếu này nó có hai cái nền giá anh chị. Đấy, thì anh chị mình cũng sẽ tương đối tin cậy trong quá trình mà anh chị mình cầm nắm thêm. Em nghĩ trong lần sau này nó vẫn hồi thêm anh chị. Đấy, với cổ phiếu như CEO và một số cổ phiếu như Dick thì nó cũng đã có những cái phiên đẩy nền rồi, tại vì đây cái là cái nền giá tương đối tin cậy cho anh chị mình chọn lọc mình tham gia nè. Có những phiên đẩy nền nó tăng lên rồi á thì bắt buộc nếu như để cho anh chị mình tham gia mới thì vùng này nó phải tạo lập nền mới thì anh chị mới chọn lọc được những điểm tham gia mới anh chị nha. Còn vùng này hạn chế mình mua vào quá sớm. Một số cổ phiếu với DSG cũng tương tự như thế anh chị. Đấy, quá trình cổ phiếu vùng dưới nó có cái nền nè, đây cái nền ngắn cổ phiếu đó tiếp theo đang tạo là một cái nền số 2 phía trên đó, thì mình sẽ cùng quan sát trong tuần sau cái nền số 2 này nó cân bằng như thế nào. Đấy, với dòng cổ phiếu của dòng dòng bất động sản, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng sẽ cùng đi đánh giá lại với tất cả anh chị nhà đầu tư mình, đó chính là với dòng cổ phiếu dòng phân bón và dòng thép anh chị ha. Thì với dòng cổ phiếu dòng phân bón, một số cổ phiếu DBM ấy, đôi khi trong ngắn hạn quá trình hồi phục lên á thì đó là quá trình mà chị mình ưu tiên mình xử lý mình cơ cấu ra nha. Đấy, chứ thường em sẽ chưa chọn lọc ngay với những cổ phiếu như thế này. Những phiên mà cổ phiếu bùng nổ dòng tiền nó không có ấy, thì sẽ cực kỳ rủi ro. Đấy, tương tự là với cổ phiếu như DCM cũng thế anh chị nha. Đấy, nó cũng bùng nổ lên là gặp ngay những vùng kháng cự, là vùng kháng cự là áp lực bán của nhà đầu tư mình còn kẹp hàng diện phía trước rất là nhiều. Cho nên thường những con này hồi phục lên á anh chị mình ưu tiên mình hạ ra trước cái quy mô vốn. Với anh chị là mình còn kẹp hàng cổ phiếu á. Đấy, một số cổ phiếu dòng thép thì hôm nay cũng tạo được cái điểm đẩy nền, ví dụ như cổ phiếu như là Hòa Phát nè, Hòa Nam Kim nè, hoặc là cổ phiếu như Hoa Sen. Nhưng Hoa Sen nó yếu hơn một chút, nó gặp áp lực bán ngay trở lại ngay. Đấy, thì vùng này thì mình cứ chờ thêm. Đấy, còn anh chị nào tham gia thì mình cứ chọn ngay vùng nền thôi. Ví dụ trong tuần trước thì một số anh chị nào tại trong cộng đồng á, em cũng có chia sẻ với mọi người rất nhiều, mình cứ chọn quanh cái vùng nền giá tích lũy đó thì mình tham gia, mình tránh mua cho những điểm bùng nổ giá cao á thì sẽ không hiệu quả anh chị nha. Đấy, thì mình cứ đánh tại nền nó sẽ cực kỳ an toàn dành cho tất cả anh chị mình. Một số cổ phiếu tiếp theo mình dành nhìn qua cái dòng bán lẻ, dòng viên và dòng bảo hiểm đúng không? Thì trong một cái tuần vừa rồi dòng trụ là cái dòng mà tương đối tiêu cực, tâm điểm là dòng cổ phiếu dòng bán lẻ anh chị. Thì mình cùng nhau nhìn lại như thế nào. Thì bản chất một số cổ phiếu mà chị thấy như FPT đi, thì bản chất nó đang tạo một cái vùng gọi là vùng sideway down anh chị nha. Đấy, cho nên chị mình cũng sẽ chưa chú ý ngay lại với những cổ phiếu như thế này. Một số cổ phiếu MWG nó tương đối xấu á, tương đối tiêu cực rồi, nhưng mà bắt đầu nó về đây nó gặp lại vùng đáy hỗ trợ cổ phiếu nè qua những vùng 60 á, thì khả năng nó sẽ chưa gãy ngay thôi chị, mà hồi nó sẽ có những điểm hồi phục kỹ thuật lại. Vậy thì mình ưu tiên mình xử lý mình cơ cấu ra. Đấy, một số cổ phiếu như Masan cũng đang bị điều tiết trong ngày hôm nay,
nhưng ở một góc độ nào đó thì nó vẫn tích cực hơn so với ông MWG, nó vẫn trong cái biên độ cân bằng của cổ phiếu nè. Ai đâu đó mình thấy với BNG đi, hôm qua tạo điểm tích cung khá đẹp mà không nổ được thì khả năng nó cũng sẽ mất thời gian thêm ở trong cái vùng nó tạo biên cân bằng dưới. Mọi người lưu ý nhìn chung những con này mình chưa thấy lại những cái cơ hội để mình đầu tư, thì mình cứ để cho cổ phiếu nó tự vận động anh chị. Đâu đó một số cổ phiếu dòng bảo hiểm như VVH đi, ví dụ mình thấy tương tự cổ phiếu VVH không, ví dụ chị mình thấy ngay cái vùng nền cổ phiếu nè, chị mình chọn lọc mình tham gia với những điểm tích cung nè thì mình vẫn có những khoản lãi. Còn chị là mua điểm bùng nổ giá cao lên thì thường rất khó cho chị mình có lãi, thường T3 về là chị mình đặt áp lực nó điều chỉnh ngay nó rủ lại ngay. Thì những này nó tăng nó rủ lại bình thường anh chị nha, quá trình nó rủ lại mới là tích cực ấy. Cái trên đã rủ rồi về vùng này thì chị nào có hàng mình cứ chờ thêm. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng đi đánh giá với tất cả những chị nhà đầu tư mình về một số cổ phiếu như mình thấy như Vinamilk đi. Đấy, thì với Vinamilk trong tuần sau mình xem xét cái vận động của nó như thế nào, nó đang có chỉnh điều chỉnh lại tương đối tích cực nè, yếu tố kỳ cung của cổ phiếu nè, nếu như nó vẫn giữ được cái biên độ nền quanh những vùng giá mà 70-71 á thì đó những động thái tốt với những cổ phiếu như Vinamilk. Đấy, tại vì dòng tiền như con này đã vào rồi anh chị, phiên kích hoạt dòng tiền nè. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo là mình đi đến với dòng cổ phiếu dòng thủy sản, dịch may và dòng điện thì mình sẽ cùng nhau quan sát vận động nó như thế nào. Một số cổ phiếu nha, NV đi thì nó vẫn trong cái vùng cân bằng anh chị. Đấy, thì mình kỳ vọng trong vùng cân bằng này nó tốt thì nó sẽ có những điểm hồi phục lên để cho anh chị mình có những khoản nó tốt hơn, những vùng giá nó tốt hơn thì anh chị mình cam mình cơ cấu nha. Nhưng này thường thì mình sẽ chờ quá trình để mình cơ cấu nhiều hơn là việc mà anh chị mình tham gia mình mua mới với dòng cổ phiếu của dòng thủy sản. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng nhìn nhận lại với dòng cổ phiếu là gì, với dòng cổ phiếu như là VHC đấy, cái cũng là dòng cổ phiếu dòng thủy sản đúng không, thì bản chất với một số cổ phiếu như là VHC á, nó cũng đã về những vùng đáy anh chị, vùng đáy giai đoạn của tháng 5 cổ phiếu á, thì về đây nó cũng có những sự cân bằng trở lại, thì khi mà nó tạo sự cân bằng tốt á thì nó cũng sẽ đi kèm với những phiên hồi phục để cho anh chị mình cơ cấu. Mình lưu ý với những cổ phiếu như VHC nha anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo là mình quay trở lại với dòng điện đi, thì dòng điện mình nhìn với cổ phiếu như GEG thêm qua điểm test cung nè, hôm nay đôi khi đầu phiên nó cũng có những điểm mà phục lại, nhưng vì sao chị biến nó bị bán ngược lại không, những con mà từ cái nền dưới á, cái nền dưới là cái nền gì, cái nền dưới là cái nền mà sau cái phiên bị áp lực bán anh chị nha, gọi là nền dưới, mà thường sau cái nền dưới này á mà cổ phiếu nó hồi phục lên á, nó phải gặp cái sự yếu tố đồng thuận từ thị trường á thì đôi khi nó sẽ hồi phục tốt, nhưng mà nó chỉ gặp sự biến động thị trường, ví dụ như ngày hôm nay nó gặp thị trường biến động áp lực bán về cuối phiên á thì những con này nó sẽ cục đầu ngay, nó sẽ bị áp lực bán ngược trở lại ngay, nó bị rút đầu trên ngay. Mọi người lưu ý cho những cổ phiếu mà tạo nền dưới á, sau áp lực bán á, thường sẽ không ưu tiên ở trong thời điểm hiện tại, mà nếu như nó mạnh nó phải tạo điểm bùng nổ lên nè, nó tạo cái nền số 2 ở trên á thì mình đánh nó mới an toàn. Mọi người lưu ý tại vì sao mà KBC đoạn trước á thì bắt đầu mới chú ý cái nền số 2, tại vì đây dòng tiền nó đi vào nè, mình sẽ không đánh nó chị, tại vì nó sẽ gặp kháng cự, mình chú ý cái nền số 2 cổ phiếu thôi. Mọi người lưu ý đó là như thế, mình sẽ không đánh một cái nền gậy ở dưới, tại vì thường chỉ cần thị trường chung biến động thì đôi khi cái thế này là 50-50 anh chị nha, coi nó gãy xuống nữa là bình thường đó, nên đó là yếu tố mình chỉ phải chờ thêm. Một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng đánh giá với anh chị mình về những cổ phiếu như là gì, chị thấy hôm nay cũng cổ phiếu như là T2 nó cũng hồi phục trở lại nè, nhưng mà khi gì vậy, khi mà càng hồi phục lên cao á, nó càng gặp lại vùng kháng cự áp lực bán của nhà đầu tư ấy, thì sẽ quay đầu ngay. Đấy, khi mà thị trường nó không có những sự ủng hộ thì cổ phiếu rất dễ nó quay đầu điều chỉnh. Đó, cho anh chị mình lưu ý những cổ phiếu mà nền dưới sẽ tương đối rủi ro để cho anh chị mình tham gia nền dưới sau phiên gãy anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng đi đánh giá với anh chị mình về cái dòng dịp may á, thì một số cổ phiếu dòng dịp may đợt này mấy có VGT nó lại ổn anh chị nha. VGT nó cũng đang tạo cái điểm hồi phục về lại quanh những cái nền giá trước là nền vùng giá quanh vùng 18 nè, thì trong tuần sau con này nó tạo được sự cân bằng tốt á, thì chị mình cam mình đánh sang điểm nổ được với những cổ phiếu như VGT. Cái nền đây khá đẹp nè, rũ bỏ nè, không lưng thấp nè, không gặp áp lực bán tháo nè, hồi phục mình trở lại nè, mình chờ quá trình nó cân bằng thêm quanh vùng 18 ở trong tuần sau. Một số cổ phiếu như là TNG đấy chị, thì nhìn chung con này nó cũng yếu anh chị nha, nó gặp áp lực bán lớn nè, hồi phục khối lượng cấp nè thì cũng sẽ chưa đủ sự an toàn. Đấy, để cho anh chị mình tham gia ngay với những cổ phiếu của dòng thủy sản và dòng dịch may và dòng điện, đó đó dòng dịch may mình chú ý được con VGT. Đấy, mọi người lưu ý, hoặc là một số dòng cổ phiếu của dòng cảng biển đi. Đấy, như một số cổ phiếu dòng cảng biển mình xem qua lại như thế nào, ví dụ như một số cổ phiếu như GMD anh chị, thì bản chất nó cũng chưa đạt lắm với những tiêu chí nào để mình tham gia cả. Đấy, trên quá trình cổ phiếu trong ngắn hạn anh chị thấy đang là quá trình hạ đỉnh hạ đáy nè, đỉnh sâu không hơn đỉnh trước nè, đáy sâu hơn đáy trước nè, đáy sâu hơn đáy trước nè, thì thường đi kèm những phiên hồi phục lên á thì chị mình ưu tiên mình xử lý, ưu tiên mình cơ cấu nhiều hơn hay là việc mình mua mới anh chị nha. Đấy, một số cổ phiếu như AH thì nó cũng tương tự như thế, thường những điểm mà phục lên trong ngắn hạn của những cổ phiếu này á thì chị mình ưu tiên là gì, mình cơ cấu là cổ phiếu. Đấy, mình hạn chế mình mua bồi thêm vào, mình hạn chế mình chung mình giá thêm vào với những cổ phiếu này thì nó sẽ rủi ro. Đấy, đó là với góc nhìn của cá nhân em mình đánh giá với anh chị mình đó, thì đó là một số dòng cổ phiếu trong cái phiên vận động của hôm nay và bản chất trong tổng thể của tuần này thì em cũng đi đề cập đến với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Thì bản chất với những cái chiến lược hiện tại thì mình vẫn chưa thay đổi về những cái quan điểm đầu tư và những cái chiến lược đầu tư. Đấy, thì bản chất chiến lược lúc này anh chị mình sẽ phù hợp những cổ phiếu mà từ kênh dưới đi lên, mình đánh săn điểm nổ tại những cái nền giá tích lũy của cổ phiếu. Đấy, thì nó sẽ tốt nhất.
Đó, và thường những cái chiến lược mà chị mình tham gia ấy, mình sẽ quan sát rất kỹ trong những phiên thị trường rung lắc. Ví dụ trong đầu tuần sau thị trường sẽ có những yếu tố rung lắc trở lại, thì chị mình đầu tiên quan sát thị trường rung lắc con nào được đổi giá tốt, thì cái chiến lược anh chị mình mua trong những phiên giao dịch của hôm thứ hai và hôm thứ ba đầu tuần, thì hàng T cộng 3 của anh chị mình, hàng T cộng 3 là hàng sẽ về trong ngày hôm thứ năm và ngày hôm thứ sáu, thì mình sẽ chủ động được hơn trong việc mình xử lý để mình tránh đi những cái biến động nhiễu sóng thông tin ở trong 2 ngày cuối tuần. Mọi người lưu ý, tại vì bản chất những cổ phiếu từ kênh dưới hoặc là thị trường mà từ kênh dưới anh chị, thì đôi khi về yếu tố thông tin nó cũng sẽ bị một số cái tín hiệu nó nhiễu sóng và nó tác động đến tâm lý của nhà đầu tư mình trong ngắn hạn. Đó là những chiến lược mà em chia sẻ với chị mình trong buổi video ngày hôm nay. Phần cuối cùng thì mình sẽ cùng nhau nhìn lại một số cái yếu tố mà anh chị mình cũng đề cập với em những câu hỏi trong cái phần mô tả, trong phần bình luận của video ngày hôm qua, thì mình sẽ cùng nhau nhìn lại. Một số anh chị mình hỏi em mình nhờ đánh giá giúp dòng cảng biển. Thì anh chị mình thấy hiện tại á, thì một số cái mã cổ phiếu của dòng cảng biển á chị, bắt đầu nó cũng có những yếu tố hạ đỉnh hạ đáy. Thì chị mình lưu ý á, những cổ phiếu này trong ngắn hạn thì cá nhân em mình chưa thấy lại được những điểm để mình tham gia. Thấy khi nào nó tạo sự cân bằng hoặc là nó có những cái điểm bùng nổ trở lại vào dòng tiền á, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia trong phía sau. Ví dụ trong trường hợp tích cực nhất nha, trong tuần sau những cổ phiếu GMD đang tạo điểm bùng nổ dòng tiền nè, volume lớn anh chị, nó break được cái trend giảm trong ngắn hạn, thì mình sẽ chú ý lại phía sau. Mình cũng không cần mua trong phiên này đâu, không cần mua trong phiên bùng nổ đâu, mình sẽ mua gì khi nó cân bằng trở lại, nó tạo cái nền tiếp theo, thì mình sẽ đánh trong một cái nền số 2 của cổ phiếu như GMD. Đây là kịch bản tích cực nhất. Cá nhân của dòng cảng biển nó cũng tương tự như thế, thì mình lưu ý ha. Đây. Đấy, thì để xem một số câu hỏi nào của anh chị mình này. Cũng cảm ơn chị mình đã đồng hành và ủng hộ kênh. Ví dụ ngày hôm qua anh chị mua tại nền của cổ phiếu như MBS tại nền được không á, quanh vùng giá 18.4 đúng không? Ví dụ trong trường hợp anh chị mình thấy á, mình mua cổ phiếu mà tại nền á, nó cực kỳ an toàn. Ví dụ em đánh giá trong trường hợp mà gọi là gì, nó có tiêu cực nhất nha, em xin lỗi, nó tiêu cực nhất với cổ phiếu như MBS, thì trong trường hợp tiêu cực nhất nó test về lại cái vùng nền là cùng, tại vì đây là có nền giá hỗ trợ, thì trường hợp nó gãy khủng khẳng đứng á, nó không cao đâu anh chị, cho mình tham gia tại nền nó cực kỳ an toàn. Thì anh tham gia được cổ phiếu như MBS trong vùng nền á, thì mình cứ cầm lại. Mọi người lưu ý ha. Đây, một số cổ phiếu tiếp theo, CTG chị mới mua giá 26.9, ổn không? Thì bản chất với cổ phiếu CTG anh chị mình tham gia tại vùng giá mà 26 27 á, thì nó vẫn tương đối đạt anh chị nha. Tất bản trong vẫn biên độ sideways nè, thì hôm qua chị là điểm test cung nè, cá nhân em cũng kỳ vọng hôm nay là điểm bùng nổ trở lại của cổ phiếu CTG, nhưng mà nó cũng không đạt sự kỳ vọng về cái yếu tố đồng thuận từ vận động chung của thị trường chung. Thì vùng này anh chị mình chờ thêm, trong tuần sau nó phải cần một vài phiên nó kiểm tra lại cung cầu, nó phải tạo sự cân bằng mới. Nếu như mà nó tạo được cái nền giá mới thì tương đối tốt và tương đối tin cậy để tạo điểm bùng nổ phía sau. Mọi người lưu ý nha. Đấy, với cổ phiếu như CTG thì mình mua rồi không sao cả, ví dụ cổ phiếu CTG nó vẫn tốt đó. Một số cổ phiếu tiếp theo bây giờ bản chất mình thấy CTG nó vẫn là những cổ phiếu trong ngắn hạn đang nâng đáy lên, đấy nó vẫn rất là khả quan. Đấy, cũng kỳ vọng điểm nổ chị ha. Đấy, BC1 và MIG trung bình giá không em. Ví dụ anh chị thấy với dòng điện cũng tương tự chị nha, với dòng cổ phiếu dòng điện cũng thế, dòng điện trong ngắn hạn là những cổ phiếu bắt đầu nó hạ đỉnh nè, đỉnh sâu hơn đỉnh trước nè, và đặc biệt là đáy sâu hơn đáy trước nè, là nó mới bắt đầu một cái trend xu hướng cổ phiếu gì, cổ phiếu nó giảm. Thì thường những cổ phiếu này á, anh chị mình hạn chế mình trung bình giá, nếu như mà nó có đi kèm với những điểm mà phục lên á, thì cá nhân em mình cũng hướng dẫn cho chị mình ưu tiên là gì, mình ưu tiên mình cơ cấu ra mình xử lý cổ phiếu đó. Còn khi nào mình mua được, khi nào mà nó tạo điểm bùng nổ lên nè, nó cân bằng trở lại một cái nền phía sau á, thì đó là thời điểm mà em hướng dẫn chị mình tham gia cho một cái trend mới. Mọi người lưu ý ha, cái nó mới bứt được trong cái trend giảm ngắn hạn. Những cổ phiếu như Nam Kim, Hoa Sen hôm nay mà anh chị mình nắm thêm thì mình đã có những khoản lãi rồi, thì cũng xin chúc mừng với một số anh chị mình ha. Đấy, thì cái buổi video ngày hôm nay cũng đến đây. Thì những anh chị mình nếu như mình cảm thấy mình phù hợp về những chiến lược đầu tư với chung cái quan điểm đầu tư của cá nhân em, và phù hợp với một cái phương pháp mình phân tích theo cung cầu và phân tích theo hành vi tổ chức, phân tích theo dòng tiền, mình sẽ chuẩn bị cho anh chị mình ở trong room hệ thống khách hàng của em á, những cái chiến lược ở trong tuần sau mình sẽ lên những kế hoạch, những chiến lược để anh chị mình giao dịch những chiến lược săn những điểm nổ cổ phiếu. Đấy, thì mình cảm thấy phù hợp thì mình có thể liên hệ với bạn trợ lý bên em, đó chính là bạn Hải Anh, qua số Zalo 0945 866 915. Đấy, thì nếu như chị nào không liên hệ được với bạn Hải Anh thì mình phải liên hệ với em qua số Zalo 0974046220. Đấy, thì anh chị mình xem video ngày hôm nay thì cũng xin phép em cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại tất cả những chị nhau tới mình trong buổi video của tuần sau. Xin chào cả nhà.